Mến chào quý anh chị, quý anh chị mình đừng lội lướt qua cái video đây. Hôm nay chị Nguyễn sẽ gửi đến quý anh chị mình một căn nhà giá cực kỳ rẻ luôn, rẻ như hạt dẻ luôn nha quý anh chị. Đã có cuốn sổ hồng cầm tay rồi, nằm sát đường nhựa luôn. Từ đây mình vô đó chỉ có vài bước chân thôi. Cái đường nhựa này còn người ta còn kêu gọi là đường tập đoàn 2 nha quý anh chị. Một hướng tay trái của chị Nguyễn á là mình có thể đi thẳng ra Hương Lộ 11 ngay ngã ba Tân Kim, và một cái hướng tay phải của chị Nguyễn mình đi thẳng luôn là mình có thể ra ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, hoặc là mình có thể đi nói thông qua đường Đinh Tất Thiện vẫn được luôn nha quý anh chị. Đó. Với cái nhà của mình sẽ là pháp lý đồng sở hữu, mỗi người giữ một cuốn sổ riêng biệt nha. Cái căn này thì được bên chủ nhà đang kẹt tiền nên gửi lại bán với mức giá đúng 780 triệu thôi nha cô chú anh chị. Đúng 780 triệu là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái căn nhà đường ô tô vô tới nhà luôn, nằm sát đường nhựa luôn. Mình đi di chuyển về các quận huyện như quận 8, quận 7, Nhà Bè thì mình đi đâu đó tầm chỉ có mất khoảng 25 đến 30 phút thôi. Ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc và sầm phất luôn nha. Điện thì cũng đã vào chính thức, nước thì nước của thi cục nha quý anh chị. Và căn nhà của mình với diện tích là ngang là 4m, chạy dài vô là 8m nha quý anh chị. Được thiết kế là một trệt một lầu, nó có hai phòng ngủ và một cái không gian nhà vệ sinh. Và cái căn nhà của mình sẽ thiết kế cho mình là kiểu mái hộp, nhìn khá là sang. Ở trong đây thì dân cư ở khá là đông rồi, nó chẳng khác gì ở ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Đường xá thì rộng rãi, thông thoáng, khỏi trê rồi. Cái căn nhà của mình còn mới đạt đâu đó khoảng 95%, cô chú anh chị mình mua về chỉ việc dọn đồ và ở ngay thôi, không cần phải sửa sang gì nữa hết nha quý anh chị. Với lớp cửa đầu tiên sẽ cho mình là lớp cửa sắt kéo nha quý anh chị, đó kéo đầy lo, rất dày dặn và chắc chắn. Ở đây đường thông dân cư thì cũng rất là đông nha quý anh chị, trong đó còn rất là nhiều nhà luôn. Căn của mình là căn đầu tiên nha. Tiến vào sau bên trong nữa sẽ là một lớp cửa thứ hai nha quý anh chị. Lớp cửa đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực. Và đây sẽ là một cái không gian phòng khách vô cùng rộng rãi và thông thoáng nha quý anh chị. Gạch dưới thì lót gạch đá bóng kính khổ 60x60. Tường thì ốp lên tầng khoảng 1m3 cho gia đình mình. Trần thạch cao nguyên khói nè, có đèn lon, đèn thứ hai thắp sáng hết căn nhà rồi. Nhanh tay gọi ngay cho chị Nguyễn để mình có thể xuống khảo sát thực tế với cái mẫu nhà này. Bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất chị Nguyễn, Kim Trâm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm gọi trực tiếp cho chị Nguyễn, hoặc là cô chú anh chị mình có thể kết bạn Zalo với chị Nguyễn để mình có thể trao đổi thêm thông tin nha quý anh chị. Đó. Và mình tiến sâu xuống bên sau nữa là một cái không gian bếp nha. Không gian bếp thì bên đơn vị chủ nhà đã lắp đặt cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới rồi. Mặt đá là mặt đá hoa cương, bò mỹ nắp 304. Có ở đây để mình ốp chén nè, quý anh chị ốp chén đổ đây lên đây cũng rất là tiện nha. Không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị em sẽ thiết kế ở dưới chân cầu thang luôn, rất là tiết kiệm không gian cho căn nhà mình. Trong đó thì rất là sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi cho cô chú anh chị mình về sinh hoạt hàng ngày. Ở đây á, căn này đi chợ của trường học 1-2 thế giới di động điện máy xanh thì mình đi đâu đó khoảng 500m đến một cây số thôi là mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn nha quý anh chị. Và đây sẽ là lối đi lên tầng trên nè. Trước khi lên tầng trên sẽ cho mình là một cái không gian cửa sổ thông thoáng, lấy gió từ ngoài vào, cho nên căn nhà của mình luôn luôn nào cũng mát nha quý anh chị. Giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Lên đây sẽ thiết kế cho mình là hai phòng nha quý anh chị. Đó, đây là phòng đầu tiên, vô cùng rộng rãi và thông thoáng luôn. Trong đây thì đầy đủ tiện ích như là đèn ngủ và đèn thứ hai, dây chờ máy lạnh có sẵn sàng để cho cô chú anh chị mình. Không gian cửa sổ lấy gió trời cực kỳ là thông thoáng luôn. Một cái căn nhà giá cực kỳ rẻ nha quý anh chị, đường ô tô tới nhà và được bán với mức giá chỉ đúng 780 triệu thôi, tìm đâu ra nữa. Hãy gọi ngay cho chị Nguyễn để mình có thể xuống khảo sát thực tế với mẫu nhà này nha. Và đây sẽ là phòng thứ hai. Phòng thứ hai thì cũng khá là rộng, đó có ban công phía trước nhà nha quý anh chị. Căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng Tây Bắc nên rất thích hợp với gia đình nào đang cần tìm nhà hướng Tây Bắc để mua ở hoặc là mua đầu tư kinh doanh bao sinh lời luôn. Ra đây sẽ là một cái ban công nhỏ trước nhà. Thì ban công đây được gia chủ đã be sắt xung quanh, hàng rào rất là kiên cố và về ở cũng khá là an toàn nha quý anh chị. Thì do chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến xuống không gian tầng dưới, chị Nguyễn sẽ báo lại thông tin và giá chính xác cho cô chú anh chị mình nha. Tìm đâu ra nữa quý anh chị, với diện tích nhà ngang 4m, chạy dài vô là 8m, thiết kế là một trệt một lầu, nó có một không gian nhà vệ sinh, một không gian phòng khách và một cái không gian bếp nha quý anh chị. Và ở trên sẽ cho mình là hai phòng ngủ và một cái ban công cực kỳ rộng rãi. Căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng Tây Bắc nên rất thích hợp với gia đình nào đang cần tìm nhà hướng Tây Bắc để mình mua ở hoặc là mua đầu tư kinh doanh bao sinh lời. Như quý anh chị mình lúc khúc đầu clip thì chị Nguyễn cũng đã quay sơ cái đường đi rồi,
thì chị Nguyễn xin ra review lại sơ cái đường đi. Khi mà cô chú anh chị mình làm việc với bên chị Nguyễn á, thì cô chú anh chị mình cứ gọi trực tiếp cho chị Nguyễn hoặc là kết bạn Zalo với chị Nguyễn. Chị Nguyễn sẽ gửi thông tin vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định xuống đây mình xem cái căn nhà này. Căn nhà này vị trí cực kỳ đẹp luôn nha quý anh chị, nằm trên sát trục đường nhựa của đường con đường tập đoàn 2 trên gần ngã ba Tân Kim. Mình di chuyển về các quận huyện rất là lâu, mình đi đâu đó tầm khoảng chỉ có 25 đến 30 phút thôi. Ở đây thì dân cư ở thì khỏi bàn thôi. Và căn nhà của mình với pháp lý là đồng sở hữu nha, mỗi người giữ một cuốn sổ con riêng biệt nha quý anh chị, cuốn sổ hồng cầm tay thì mình mua, mình có một cái cuốn sổ cầm tay thì mình cũng rất là an tâm nha quý anh chị. Và được bán với mức giá đúng 780 triệu thôi, vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Và đây là một cái con đường nhựa nha quý anh chị, một con đường bên hướng tay trái sẽ cho mình đi ra thông đường Hương Lộ 11 nha. Và hướng tay phải là mình có thể đi thông, nối thông về các ngay thị trấn Cần Duộc, hoặc là mình có thể đi thông qua đường Đinh Đức Thiện nối dài luôn, vẫn được nha quý anh chị. Quá là tiện rồi, hãy nhanh tay gọi ngay cho chị Nguyễn để mình có thể xuống khảo sát thực tế với mẫu nhà này nha. Và chị Nguyễn cũng xin kết thúc video tại đây. Chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.